cảnh giác trước thủ đoạn mua điện thoại xịn của các đối tượng lừa đảo ngày 20 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ đức, thành phố hồ chí minh cho biết đang tạm giữ văn võ long sinh năm 1983, ngụ thành phố thủ đức để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Long lướt mạng xã hội facebook thì thấy anh v đăng tải thông tin bán các loại iphone cho thế giới di động nên nảy sinh ý định lừa đảo. Long gọi điện cho anh v để đặt mua với cái tên giả là nguyễn đăng khôi có địa chỉ ở 327 xa lộ Hà Nội, KP4, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức. Vài tiếng sau, Long nhận được điện thoại của nhân viên thế giới di động gọi đến xác nhận đơn hàng mà Long đặt là chiếc iPhone 13 Pro Max 256GB, màu gôn, giá 36 triệu 490 000 đồng. Long kêu nhân đem điện thoại đến công ty Rita Vọ Pro số 5A, đường 3, KP4, phường An Phú, thành phố Thủ Đức Giao. Long điều khiển xe máy đến công ty Rita Võ Pro gửi xe rồi xách hai chai nước suối lên trên công ty và ngồi đợi nhân viên giao hàng ở khu vực trưng bày sản phẩm. Lúc này anh NHN, nhân viên giao hàng của Thế giới Di động MVKG số 27, Quốc Hương, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức đem điện thoại đến. Long mời anh N uống nước rồi giới thiệu nơi này là nơi làm việc của Long, chiếc điện thoại là Long đặt dùng cho giám đốc công ty. Long cầm điện thoại và mượn chứng minh nhân dân của anh N để cho Thu Ngân làm thủ tục trả tiền chiếc iPhone 13 vì nghĩ long làm việc ở đây nên anh nờ tin tưởng đưa chiếc iphone cho long đi kiểm tra long lẻn ra cửa sau lấy xe chuồn thẳng sau một thời gian dài ngồi chờ gọi điện thoại nhưng long không bắt máy hỏi các nhân viên thì mọi người xác nhận không có nhân viên nào tên long anh nờ đã đến công an trình báo công an thành phố thủ đức xác định đối tượng lừa đảo tên long có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang bị truy nã sau hai tuần long bị công an thủ đức bắt giữ trong thời gian này, với kịch bản và thủ đoạn trên, Long đã thực hiện thêm nhiều vụ lừa đảo khác. Trước đó, công an thành phố Thủ Đức cũng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Thành sinh năm 1999, quê Bình Định. Thành làm tài xế Grabai. Thời gian Tết cận kề, Thành nghĩ ra kế hoạch chiếm đoạt tài sản của người khác. Thành lên trang chợ thuốc tạo hai tài khoản mang tên Nguyễn Hữu Thành và Đặng Thị Thu Trâm. Tài khoản mang tên Thành được dùng đặt mua điện thoại, tài khoản tên Trâm, Thành dùng để bán điện thoại. Cuối tháng 12 năm 2021, Thành vào trang đặng thì Thu Trâm rao bán điện thoại iPhone 13 và được anh NVG sinh năm 1993, quê Tiền Giang, đặt mua. Do chưa có hàng nên Thành lần lựa hẹn anh G thời gian giao hàng. Ngày mùng 2 tháng 1, anh HCB sinh năm 1995, quê Bình Dương, rao bán chiếc iPhone 13 Pro Max 256G màu đen trên chợ tốt. Thành dùng tài khoản Nguyễn Hữu Thành hỏi mua và chốt giá 33 triệu. Hẹn ngày mùng 4 tháng 1 giao hàng. Tối mùng 4 tháng 1, anh B đem điện thoại đến trước số 35 gạch chéo 3, đường 11, KP3, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức giao điện thoại cho Thành. Thành giả bộ kiểm tra rồi cầm điện thoại bỏ chạy, anh B đuổi theo thì Thành dùng bình xịt hơi cay tấn công và tẩu thoát, cướp được điện thoại Thành vào tài khoản Đặng Thị Thu trong hẹn anh gờ địa điểm để giao hàng. Anh G kêu Thành mang điện thoại đến nhà mình ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận Bảy Giao, đồng ý mua với giá 28 triệu đồng, bo thêm cho Thành 160 ngàn. Tiếp nhận thông tin từ anh B, công an quận thủ đức thành phố hồ chí minh tổ chức truy xét và bắt được thành các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé